Thì tôi tên là Lưu Phúc Lợi ha. Tôi học PhD, học tiến sĩ ở Viện Max Planck ở bên Đức. Sau đó tôi qua sau khi tốt nghiệp thì tôi qua thẳng Garvin để tôi làm postdoc ở Garvin. Thì tôi làm postdoc từ năm 2014, cuối năm 2014 tới bây giờ là được 7 năm tôi làm postdoc. Thực chất ra bên đây nó không có cái chức danh là postdoc mà nó có chức danh là bioinformatics researcher hay là bioinformatics officer đó vậy đó. Thì hồi lúc trước á, thì tôi thuộc về cái division á, là genomic và epigenomic, nhưng mà năm vừa rồi á, cuối năm vừa rồi thì Gavin nó reorganize lại và bây giờ tôi thuộc cái bộ môn là cellular genomic, có nghĩa là chuyên làm về single cell genomic. Thì ngoài là researcher, bioinformatics researcher ở Gavin ra, tôi cũng là senior lecturer của UNSW ha. Đó thì nhưng mà thực chất ra mình làm senior lecturer thì chủ yếu là mình supervise cái tiến sĩ PhD student đó. Đó thì mình phải có cái affiliation là cái senior lecturer. Ở bên đó thì mình mới supervise được cái PhD ha. Thì đây là sơ bộ là tôi nói về cái CV của tôi ha. Còn tôi thì trong lab của tôi thì chuyên làm về cái genomic cũng giống như là epigenomic ở trong hai cái loại cancer chính, đó là prostate cancer với lại breast cancer ha. Ngoài ra thì thực chất ra bây giờ đó là trong 6 tháng nay thì tôi làm về cái genomic với lại cái epigenomic đó ở cái một cái population có khoảng 120 người ở cái quần đảo gọi là Norfolk Island ha. Thì cũng sequencing whole genome, rồi sequencing whole genome by surface sequencing, rồi làm RNA-seq đúng không? Để coi coi là cái gene generation inheritance đó, có nghĩa là người ta muốn coi thử coi là cái genetic á, nếu mà được di truyền thì mình dễ hiểu rồi đúng không? DNA của mình. Còn bây giờ mình thử coi cái epigenetic nó được di truyền như thế nào ha. Thì tôi đang làm cái project như vậy. Thì bây giờ Tết vào thì tôi vừa Tết xong đúng không? Tôi cũng chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và nhiều thuận lợi trong công việc đúng không? Bỏ qua những cái mà do dịch bệnh gây ra đúng không? Đó. Thì tôi có cái slide này tôi lấy từ cái slide của thầy Tuấn ha. Thầy Tuấn cũng làm ở Garvin nhưng bây giờ chuyển qua bên UTS. Thì cái slide này của thầy Tuấn là bảo là thầy cũng lấy cái slide cái câu nói của Đức Đạt Đạt La ha, nói là năm mới giống như là một cái cuốn sách trắng vậy đó, cây bút nằm trong tay bạn, đó là cơ hội để bạn viết mỗi câu chuyện đẹp cho mình ha. Thì tôi sẽ cùng với các bạn viết cái gì đó đúng không? Thì đây là cái khóa học này để cho mình đi với nhau để mình viết. Tại thực chất đây là cái khóa học trước á, tụi tôi đi với nhau 8 tháng đó mọi người ha, 8 tháng đó thì rất là dài luôn á đó. Đó thì cái này cũng như là cái mình tụi mình chuẩn bị với nhau nè, viết nè ha. Thì mình sẽ viết cái gì, mà trước khi đi vào viết cái gì thì tôi mới đặt ra câu hỏi là tôi tổ chức cái lớp này á, với mục tiêu là cái gì đúng không, để tôi nói để cho mọi người biết được, để mọi người hiểu tôi đúng không đó, chứ không phải tôi không có kinh doanh giáo dục không có ha. Thì tôi tại sao tôi lại viết cái gì, thì cái này là cái khóa học, cái tên đúng không, cái tên của khóa học kỳ trước của tụi tôi là từ cái sequencing mà bân bân có nghĩa là mình sequencing cả nguyên cái population luôn, nguyên một cái mẫu luôn ha, có chồng chồng nó có nhiều cell ha, giống như là mình uống một ly sinh tố có dâu có cam có quýt có xoài đúng không, gọi là bân đó, lấy một ly sinh tố luôn đó, cho tới mình học tới cái kể cả cái single cell đó, có nghĩa là trong cái ly sinh tố của mình nó làm sao mình tách ra được cái nào là dâu đúng không, cái nào là dưa hấu đúng không, cái nào là cam, cái nào là xoài, ví dụ vậy ha. Rồi xong xuôi thì mình cũng học cái spatial luôn, spatial transcriptomics luôn ha, là mình muốn biết là cái mẫu đó mình lấy từ đâu, ví dụ như là trong cái não đúng không, đó thì trong não mình cũng biết rồi đúng không, nó có thùy trái thùy phải rồi chất trắng rồi đủ thứ hết đúng không, đó thì mình lấy từ chỗ nào mình giải ra mình coi thử coi là cái biểu hiện của cái gene nó như nào đúng không, cũng giống như là mình làm cái epigenome đúng không đó, trong cái để mình ứng dụng vào trong cái lâm sàng ha. Thì ở đây cái mức độ ứng dụng nó khác nhau lắm mọi người ha, nó rất là khác nhau. Thì bây giờ đây là cái khóa học của tụi mình, nhưng mà tại sao tôi lại tổ chức khóa học này ha, thì tôi có hai cái em cơ bản thôi
Đó, thứ nhất là tôi muốn cho bác sĩ hay là GP đúng không, hoặc là clinician hay là oncologist đúng không, đó nói chung đó là hiểu và sử dụng cái genomic, cái epigenetic data vào trong lâm sàng đó. Tôi rất muốn như vậy, có nghĩa là tôi là người làm trong phòng lab đúng không, làm trong phòng nghiên cứu về sinh học phân tử đó, thì cái kết nối của tôi với lại bác sĩ, với lại những người nhà ung thư học, di truyền học chỗ này kia đúng không, đó thì nó ít lắm mọi người, nó tương tác rất là ít, mà cái data càng ngày người ta càng tạo rất là nhiều đúng không, đó thì tôi muốn rất 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 muốn là đặc biệt là ở Việt Nam của mình đúng không, đó hiểu và ứng dụng ha? Hiểu và ứng dụng cái những cái data này vào trong lâm sàng ha. Rồi cái mục tiêu thứ hai của tôi, cái mục đích thứ hai của tôi tổ chức cái lớp này á, để làm gì, để tôi tìm những đồng đội đúng không, tìm những đồng đội ở nhiều cái mức độ khác nhau ha, không phải là đồng đội đây là chỉ có là thu mẫu đúng không, xong xuôi rồi bắt đầu cho tôi giải trình tự, không phải, chứ không phải chỉ có mức độ đấy không, chẳng hạn như là tôi với lại bác sĩ Hạnh đúng không, là tôi có hợp tác với nhau là làm về cái ung thư não đúng không, sử dụng cái DNA methylation ví dụ như vậy ha. Rồi tôi với bác sĩ Hiệp cũng là cái pathologist đúng không, đó là tôi có hợp tác với nhau về single cell analysis ở trong cái bệnh ICC gan đường mật đó ha. Hoặc là tôi với lại không biết gọi là sao, cô Nguyên đúng không, với lại cô Khương ở Đại học Cần Thơ, với Đại học Y Cần Thơ kết hợp với nhau làm về COVID ha, cũng sử dụng DNA methylation để làm cái methylation risk score. Sau khóa học rồi mọi người hiểu thì có thể hợp tác với nhau với cái mức độ khác nhau ha. Tôi sẽ có sinh viên cùng làm, hoặc là nếu mà ai mà thích lập trình thì có thể trực tiếp làm luôn đúng không, đó mình có nhiều mức độ hợp tác với nhau ha. Đó hoặc là ai mà có xin được học bổng thì lab tôi sẵn sàng làm supervisor đúng không, sẵn sàng lab tôi đón nhận qua bên UNSW có thể làm PhD student trong lab của tôi ha, nói vậy đó. Thì không phải lab của tôi, sorry, lab của bà giáo tôi, nhưng mà tôi với bà giáo tôi thì rất là ăn rơ với nhau, nói vậy đó. Nếu mà có cái budget đó, có nhiều cái không phải là bên này không có nhưng mà cái điều kiện nó đòi hỏi khó khăn quá mọi người đó, cái trường nó UNSW cũng đòi hỏi khó khăn lắm, bởi vì là tụi tôi có làm mà nhưng mà không thành công ha. Đó thì để từ từ, để từ từ đó, thì đây là cái tại sao tôi lại tổ chức như vậy ha. Thì để hiểu được là cái genomic với epigenomic data thì tại sao bây giờ là nó ứng dụng đúng không, tôi cho mọi người xem một cái video khoảng chừng 10 phút, 5 phút đến 10 phút thôi ha, để thấy được là cái người ta dự đoán đúng không, cái genomic nó sẽ được sử dụng trong lâm sàng như thế nào ha. Mọi người vẫn còn thấy cái màn hình của tôi không ạ? Dạ vâng ạ. Ở đây là cái là future of genomic form 10 fold prediction ha, cái này của NIH của Mỹ ha, người ta dự đoán từ đây đến năm 2030 đúng không, thì cái genomic nó sử dụng trong lâm sàng như thế nào ha. Tôi biết được là có nhiều anh chị biết rồi thì làm ơn dành ra 3 phút 30 giây để nghe lại một lần nữa ha. Giờ tôi không có bắt buộc, bởi vậy là mong anh chị thông cảm ha. Rồi. Genomics, which is the study of all DNA in an organism called the genome, is changing the way we practice medicine, how we manage and treat some previously incurable diseases, and our relationship with society at large. Since the 1950s, double helix and DNA have become household words, standing in for the historic discovery of the four chemicals that give us life, commonly abbreviated as A, C, G, and T. Genomics is at an age of innovation and invention like no other, all thanks to how strings of those four letters encode the information for creating and operating something as complicated as a human body. Springing forward from the success of the Human Genome Project, a massive reduction in the cost of sequencing a human genome and the dawn of the CRISPR gene editing era, genomics is leading into an even more audacious future, a future that will define our collective lives for decades to come. But what could this future look like? Here is a summary of 10 bold and fantastical predictions made by experts at the National Human Genome Research Institute and the genomics community
for the next decade of human genomics. While most are unlikely to be fully attained by 2030, achieving even one or more of these by that time would have lasting impact for science, medicine, and society. Prediction one, sequencing and analyzing a complete human genome will become commonplace for any research laboratory. Prediction two, the role of every gene in the human genome will be known. Prediction three, environmental influences on our genome will be routinely used for making predictions about health and disease. Rồi, mọi người thấy cái prediction tree đó, tất cả những cái bệnh, đúng không? Tất cả những cái bệnh mà mình chẩn đoán trong lâm sàng á, thì người ta đều phải có thêm kèm theo một cái test genomic nữa. Ha? Có nghĩa là genomic test nó không còn là một cái gì đó mà chỉ trong để trong phòng thí nghiệm không, đúng không? Đó, nó trở thành một cái mà test lâm sàng đi kèm với những cái test lâm sàng mà bình thường mình có, chẳng hạn như mình test đường trong máu đủ này kia, đúng không? Thì người ta kèm theo một cái genomic test nữa. Ha? Đó, mọi người thấy rõ nha, cái này là người ta predict giống như vậy đó. Mà bây giờ mình cũng thấy rất là rõ rồi, nó cũng rộ lên ở Việt Nam của mình rồi, chứ không phải là chỉ mấy nước phát triển không thôi, đúng không? Đó, tiếp tục nha mọi người. Prediction 4. Genomics will no longer use social constructs such as race in human research studies. Prediction 5. Student projects involving the study of millions of people's genome sequences will be regularly featured at school science fairs. Prediction 6. Genomic testing will become commonplace in medicine just like a standard blood test is used now. Prediction. Đó mọi người thấy prediction 6 nó cũng repeat lại một lần nữa, đúng không? Đó cũng nói là nó sẽ làm một cái thường quy, một cái test thường quy ha. 7. It will be readily known if a given letter difference in a person's DNA is clinically important. Prediction 8. A person's complete genome sequence will be available on their smartphone in a user-friendly form. Prediction 9. Advances from human genomics will benefit all of society and not just a few. Prediction 10. Genomic discoveries and technologies will help cure more genetic diseases than ever before. How do we get there? The National Human Genome Research Institute is committed to leading research to make such predictions a reality. Learn more about the Institute's 2020 strategic vision for the future of human genomics by visiting genome.gov/2020SV. Dive deeply into a field that continues to transform medicine and will hopefully continue to bring curiosity, purpose, and compassion for people everywhere. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Bây giờ tôi quay lại cái slide của tôi ha. Thì mọi người cũng thấy là cái tầm quan trọng của cái genomic, cái epigenomic dần dần nó chuyển từ phòng thí nghiệm ra lâm sàng, đúng không? Đó, vô bệnh viện, đó như vậy đó. Thì bởi vậy mình cần phải hiểu cái data của nó, đúng không? Đó, tại vì mình không giàu, có nghĩa là mình không có nhiều tiền để mình đầu tư cho cái việc nghiên cứu cơ bản, thì mình phải hiểu cái data của nó để mình có thể sử dụng, đúng không? Để mình không dám nói là đi tắt đón đầu, có nghĩa là mình làm cái nhỏ hơn, đúng không? Các người ta làm cái lớn hơn rồi mình có thể làm được cái nhỏ hơn ha. Rồi thì đây là cái mục tiêu của tôi tổ chức cái lớp như vậy. Thì từ cái mục tiêu này thì tôi cũng đưa đến hai cái trường hợp đó để cho mọi người ở đây. Hồi lúc trước cái khóa đầu tiên á thì tôi bắt buộc tất cả hai mươi mấy người phải học lập trình hết đó, thì người ta bác sĩ mà, đúng không? Oncologist hoặc là clinician ở đây hoặc là pathologist đó, thì người ta đâu có rảnh để mà học mấy cái lập trình, đúng không? Nó vừa mất thời gian mà nó đòi hỏi phải tỉ mỉ, đồ phải practice thường xuyên nữa ha. Bởi vậy cái khóa trước mọi người biết là ban đầu hơn 20 bạn, nhưng mà lát rơi rụng lại còn 8 bạn đó, như vậy đó. Thì tôi rút kinh nghiệm kỳ này thì tôi không có bắt buộc mọi người phải học lập trình ha, đó như đó. Tôi dạy vẫn dạy bình thường, nếu mà có anh chị em nào có nhu cầu muốn học thì tôi vẫn dạy bình thường đó. Còn anh chị em nào mà thấy bận quá mình không muốn học phần đó không sao hết, chủ yếu đây là mình hiểu, đúng không? Mình hiểu data người ta tạo ra như thế nào, đúng không? Và người ta sử dụng cái data đó vào những trường hợp nào, và mình có thể đọc được những cái kết quả, những cái hình ảnh, những cái plot, đúng không, ở trong những cái bài báo là được, đúng không? Cái mục tiêu của mình ở đây thì tôi có chia làm hai cái mục tiêu ha. Nếu mà có anh chị em nào mà muốn tiếp làm tiếp tiến sĩ
hay là muốn làm đề tài về cái này mà muốn làm chuyên về cái máy tính á, thì học ha. Đó, tụi tôi rất là động viên để học đó. Còn nếu mà anh chị em nào chỉ muốn học để hiểu, đúng không, để ứng dụng nó vào, biết cách sử dụng nó vào trong cái nghiên cứu lâm sàng của mình, hay là những cái ứng dụng cho cái việc sử dụng trực tiếp cái data vào trong lâm sàng của mình thôi, tụi tôi cũng support ha. Tại tôi biết được là không phải ai cũng thích lập trình, không phải ai cũng muốn trở thành bioinformatician giống như tôi, đúng không đó. Bởi vậy là trong cái khóa này, lần thứ hai này, tôi rút kinh nghiệm từ khóa trước ha, tôi sẽ dễ dàng hơn một chút. Chứ lúc trước cái Hạnh nó bị tôi la hoài, tội nghiệp Hạnh, dễ sợ luôn đó, thiệt đó. Không phải Hạnh không làm bài tập, la ở đây là tại vì kéo người ta vào học mà người ta không chịu làm bài tập á, xong tôi cứ cằn nhằn Hạnh hoài, tội nghiệp ha. Kỳ này thì tôi rút kinh nghiệm là anh chị em nào mà muốn học, đúng không, thì lập trình á, thì ghi lại cho tôi ha. Đó, để anh chi, để tôi kêu giải bài tập, ví dụ vậy đó. Tại vì tôi dạy thì tôi phải kiểm tra đó, chứ tôi dạy tôi sợ người ta không hiểu, người ta làm sai, mốt ứng dụng vô trong lâm sàng nó sai thì tội lắm ha. Bởi vậy là tôi dạy thì lúc nào tôi cũng kiểm tra, tôi kiểm tra miệng, giống như bác sĩ Trường lúc trước nói vậy, tôi hay kiểm tra miệng nó vậy đó. Tôi hay kêu đúng không, share màn hình rồi giải bài tập đúng không, đưa cho tôi coi đó vậy đó, rồi tôi đọc cái gì đó kêu làm trực tiếp, ví dụ vậy đó. Thì mai mốt thì tại vì đây mình bữa nay mình vô khoảng 67 bạn đúng không, thì tôi sẽ giống như những bạn nào mà có nhu cầu muốn làm lập trình á, thì tôi sẽ gọi tên để share màn hình để làm đó. Còn mấy anh chị em mà bác sĩ bận á, đó chỉ học để muốn hiểu thôi á, thì tôi sẽ không gọi đó, đó. Thì học để hiểu mà, thì cũng phải hiểu, tôi sẽ hỏi những câu hỏi không phải lập trình đúng không, tôi sẽ hỏi những câu hỏi hiểu khác về data, cũng giống như hình ảnh vẽ đồ này kia ha. Đó thì bây giờ rõ ràng đúng không, mục tiêu của mình muốn đạt được cái em nào trong đây á, thì mình sẽ học theo cái phương pháp đó ha, không bắt buộc không gì hết ha. Thì kỳ này Hằng sẽ làm lớp trưởng, sẽ không bị la, không bị cằn nhằn như là Hạnh ha, Hằng ha, bởi em đừng có sợ. Rồi như vậy nói vậy để cho mọi người đây năm mới vô cho nó vui vui đúng không đó, chứ còn sợ mà giống như học căng thẳng quá thì tội lắm ha. Rồi như vậy xong các em rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào xem thử coi mình sẽ học cái gì đúng không đó, mình sẽ học cái gì đó. Thì đối với những bạn mà muốn làm giống như hợp tác với tôi, muốn làm collaborator với tôi, mà ở cái mức độ là muốn làm một cái project với tôi ví dụ vậy đó, thì các bạn phải học lập trình đó, chứ không học lập trình thì các bạn sẽ hợp tác với tôi theo một cái level khác đúng không, có nghĩa là cái level là các bạn có data đúng không, rồi các bạn muốn tôi phân tích cho đó, tôi sẽ tìm một cái sinh viên đó ở mấy cái trường khác nhau và tôi với bạn đó sẽ cùng hướng dẫn đúng không, giống như tôi với Hiệp vậy nè, hướng dẫn một em tên là Xuân làm về cái single cell analysis ở bệnh gan đường mật ví dụ vậy đó, thì tôi với Hiệp thì sẽ hướng dẫn cho em đó lập lập trình đúng không, tôi sẽ hướng dẫn về mặt bioinformatics, còn Hiệp hướng dẫn về cái lâm sàng cũng giống như về cái nhuộm mẫu đồ này kia đó cho em đó ví dụ vậy đó. Thì mình sẽ hợp tác ở mức độ khác nhau đúng không, nhưng mà chẳng hạn có em nào muốn trực tiếp làm luôn đúng không, để mình có tên bài báo của mình là first author ví dụ vậy đúng không đó, thì mình sẽ học lập trình. Mà học lập trình thì tôi dạy lập trình gì, tôi sẽ dạy bash, grip, or, set với là data mask đúng không, những cái mà sử dụng command line không ha. Xong sau đó tôi sẽ chỉ về cái, tôi sẽ hướng dẫn về cái R ba conductor. Tại vì sao? Tại vì trong R nó có cái ggplot, nó vẽ hình rất là đẹp ha. Tụi tôi là sử dụng cái ggplot này để vẽ, để bỏ những cái hình đó vô trong cái publication luôn ha. Đó là nó ready luôn mọi người đó, nó sẵn sàng cho cái đó luôn, chứ không cần phải thông qua cái nào để chỉnh nữa hết đó. Ngoài ra cái R với cái bio conductor nó còn giúp cho mình phân tích về thống kê ha, nó làm rất tốt cho mấy chuyện đó, với mấy cái machine learning package đồ á, nó có sẵn rất là đẹp đó. Còn tụi tôi cũng có sử dụng Python nhưng mà cũng ít thôi ha, cũng giới hạn thôi chứ không có phải là nhiều. Thì Python thường thì mình cho cái nào mà nó thiên về lập trình đúng không, cần về mấy cái thuật toán ví dụ vậy đó ha, với lại là deep learning ví dụ vậy đó. Thì giống như tôi với lại bác sĩ Hiệp cũng có làm chung với bác sĩ Quốc Thanh nữa, sẽ làm một cái project về sử dụng AI deep learning để phân biệt những cái hình HE nhuộm á ha. Đó thì ở đây mình sẽ học ba cái ngôn ngữ này là chính ha, không phải ba ngôn ngữ nữa, có nghĩa là nó rất là cơ bản ha. Thì để học được ba cái này, đặc biệt là cái đầu tiên, thì các bạn phải sử dụng Linux, mà tôi chọn cho các bạn cái mà cái hệ điều hành Linux nó dễ nhất. Ví dụ như hệ điều hành Linux đó, thì nó trong trọng nó sẽ có là Red Hat nè đúng không,
rồi nó có CentOS nè, rồi nó có Ubuntu nè, rồi và nó có nhiều cái nữa, SUSE rồi vân vân và may may. Nhưng mà tôi chọn cái Ubuntu là có nhiều người sử dụng nhất đó, thì nó y như Windows thôi, nhưng mà nó có cái terminal, đúng không? Đó, nó có cái màn hình màu đen này nè, mà cái màn hình màu đen ở trong Windows nó gọi là DOS, đúng không? Còn cái màn hình màu đen ở trong Ubuntu nó gọi là terminal. Thì cái terminal của cái Ubuntu á, nó có cái trình biên gì bash với shell với org nằm ở trong đó luôn, mọi người khỏi phải cài gì thêm ha. Bởi vậy là trong 3 tuần kế tiếp á, các bạn sẽ có bạn Giang sẽ giúp tôi hướng dẫn các bạn cài Ubuntu, cũng giống như là học mấy cái về làm sao để cài những cái chương trình ở trong cái Ubuntu đó nữa, đúng không? Ví dụ như mai mốt mình sử dụng Samtool hoặc là mình muốn cài Inkscape, đúng không? Cái phần mềm xử lý hình ảnh, ví dụ vậy đó, ở trong Ubuntu thì các bạn phải cài như thế nào sau khi đã cài được cái Ubuntu rồi, đúng không? Đó thì sẽ có bạn Giang giúp tôi hướng dẫn ha. Đó rồi mình cũng cài R, đúng không? Rồi mình cũng cài cái R Studio, mình cũng cài cái Python, đúng không? Rồi mình cũng cài cái Python Studio, ví dụ vậy đó ha. Và ở trong cái Ubuntu đó ha. Đó thì cảm ơn Giang, cảm ơn Dung với lại Hạnh, đúng không, đã giúp tôi coordinate cái những cái bài đầu tiên này ha. Rồi như vậy là cái này là về ngôn ngữ lập trình, xong sau đó rồi á các bạn sẽ được học về cái SQL analyst. Thì trong cái bài SQL analyst này á, thì có 4 bài cơ bản ha, có nghĩa là cái homology searching với lại cái plus, rồi xong xuôi pairwise alignment, rồi multiple alignment, rồi với lại cái phylogenetic tree. Có nghĩa là mình có cái database về SQL, cái ACTG cũng giống như là amino acid SQL, protein SQL giống vậy nè, đúng không? Thì mình phải khai thác cái database SQL đó như thế nào, đúng không? Mình sử dụng plus, rồi mình sử dụng cái alignment, đó mình alignment nè, multiple alignment ra cái này nè, ở đây cái plus, và mình xây dựng cái phylogenetic tree như thế nào, ha? Đó là cái phần về SQL analyst, ha? Rồi. Xong rồi thì các bạn cũng được hướng dẫn, thì có bạn Minh, đúng không, sẽ giúp với lại bạn Minh với lại bạn bạn Hương, đúng không, bạn Hương Lan đó, sẽ giúp tôi hướng dẫn về cái thiết kế primer với probe design, đúng không, đó cho nhiều cái phát hiện khác nhau, chẳng hạn như mình phát hiện COVID, đúng không, đó mình muốn phát triển một cái kit COVID giống như Việt Á gì đó, nhưng mà mình làm cho đúng ha, chứ đừng có làm sai, giống Việt Á mình làm cho đúng, thì mình để mình thiết kế cái primer đó như thế nào, đúng không? Đó thì mình làm cái kit để phát hiện chẩn đoán virus, vi khuẩn, nấm mốc, hay là mình làm cho ở động vật, ví dụ vậy, đúng không? Làm nhiều thứ khác nhau ha. Đó thì mình sẽ học cái bài thiết kế primer, một cái specific primer và một cái gọi là random primer, đúng không? Và thiết kế probe cũng tương tự, thì có bạn Minh với bạn Lan Hương sẽ giúp tôi giới thiệu cho các bạn qua ha. Tại mình học SQL xong rồi, nếu mà mình sử dụng cái sequence đó để làm cái primer design hoặc probe design ha. Đó, xong rồi mình cũng khai thác rất là nhiều cái database mà người ta có sẵn ở trong cái cơ sở dữ liệu của NCBI cũng giống như là EMBL ha. Và ngày nay thì người ta sử dụng rất là nhiều trong lâm sàng đó, ví dụ như là một cái đột biến, mọi người cũng biết rồi, có nhiều cái bệnh nó không phải chỉ có một cái đột biến ở trên một cái gene, đúng không, cái đó nó là monogenic thì là cái bệnh đó nó sẽ liên quan tới một cái gene đó, nhưng mà đâu phải những cái bệnh đó là những cái bệnh hiếm lắm mọi người đó. Ví dụ như bệnh thận đa nang, đúng không, polycystic kidney đó thì nó cái đột biến nó nằm ở trong cái BDK1 ví dụ như vậy, thì nó liên quan tới cái bệnh đó thì mình biết được, có nghĩa là mối tương quan của nó là 1:1, đúng không, monogenic. Nhưng mà giờ có nhiều cái bệnh như là bệnh ung thư, mọi người cũng biết rồi, nó đột biến ở nhiều gene khác nhau, mà người có khi người này cũng bệnh ung thư gan mà có đột biến đó, người kia không có. Đó, bởi vậy là phải có cái dữ liệu để nói cho mình biết được là đột biến nào liên quan tới bệnh nào, và những cái đột biến nào nó cộng hợp gộp lại với nhau, đúng không? Đó, và nó có liên quan tới clinical significance, thì mình có những cái database như Linva, LinGene, ví dụ như vậy, đúng không? Omim, DBSNP, DBVA, vân vân và may, đúng không? Rất là nhiều. Đó mình cũng sẽ học qua. Tại vì sao? Tại vì tôi muốn giới thiệu cái này cho bác sĩ lâm sàng mà, đúng không? Tôi biết là có nhiều anh chị biết rồi, nhưng mà có khi có nhiều anh chị chưa có biết, đúng không? Nếu mà mình biết rồi thì bữa đó mình không cần vào học cũng được. Ha, cái này không có ép uổng gì hết. Ha, rồi. Cảm ơn các bạn. Tôi đi tiếp. Xong xuôi rồi, tôi cũng giới thiệu về cái GWAS, đúng không?
Thì chẳng hạn như đây là cái hình về cái bệnh, một cái bệnh nào đó, đúng không? Người ta muốn tìm thử coi là cái đột biến, cái SNP đó xuất hiện ở những người có bệnh và những người không có bệnh đó. Người ta muốn tìm ra thử coi là cái SNP nào nó associate, associate là nó có liên quan đó. Thì người ta tìm, người ta thu mẫu, thu mẫu ở hai cái nhóm người, một nhóm người là có cái bệnh, ví dụ như diabetes type 2, với là một cái nhóm người không có cái bệnh đó. Rồi người ta có thể dùng cái SNP array, hoặc là người ta dùng cái whole genome sequencing, hoặc là người ta dùng cái exome sequencing, ví dụ như vậy, người ta giải trình tự, hoặc là người ta dùng array để người ta tìm ra coi có hoặc là không có SNP hay không, và cái SNP đó nằm ở trên cái gene nào, đúng không? Đó, thì để mình hiểu được là những cái đột biến, cái SNP nào nó liên quan tới cái bệnh đó, ví dụ vậy, đúng không? Đó, mình sẽ học về cái phương pháp tìm. Đó, xong rồi bắt đầu mình ở trên chi quá thì thường người ta sử dụng kỹ thuật array, xong rồi mình sẽ học tới kỹ thuật là whole genome sequencing với là whole exome sequencing với là panel target sequencing, đúng không? Ở trên thì nó rẻ tiền hơn nhưng mà nó cho mình thông tin ít hơn, đúng không? Ở dưới đây về cái DNA-seq hay là cái whole genome sequencing này á, nó cho mình nhiều thông tin hơn, và nó cho mình biết được ngoài cái SNP ra, nó còn cho mình biết được cái SV, có nghĩa là cái structure variation, cái indel, cái short indel, ví dụ vậy đó, cái fusion gene, ví dụ vậy ha. Thì đây mình cái nào tốn nhiều tiền mọi người cũng biết rồi, đúng không? You pay what you get, đúng không? Đó, mình trả nhiều tiền thì mình được nhiều thông tin hơn ha. Xong sau đó rồi á, thì cái này là cái chuyên môn ở trong lab của tôi chuyên làm, đúng không, về DNA methylation đó. Thì có rất nhiều thứ liên quan tới cái DNA methylation ở trong rất là nhiều bệnh khác nhau ha, đặc biệt là ung thư. Thì cái DNA methylation nó có thể là một cái biomarker rất tốt để chẩn đoán ung thư. Tại sao? Tại vì cái DNA methylation nó thay đổi sớm hơn so với lại là cái thay đổi về genetic, có nghĩa là có những cái đột biến á. Đó. Thì sử dụng cái DNA methylation mình sẽ chẩn đoán được ở những cái giai đoạn sớm đó, hay là ở những cái giai đoạn mà mình uống thuốc á, mình có thay đổi mà cái DNA của mình á, genetic của mình không thấy được ha. Thì cái DNA methylation nó có vai trò rất là quan trọng ha. Rồi xong sau đó tôi cũng giới thiệu về cái chip-seq, đúng không? Có nghĩa là mình muốn coi thử coi là trên cái genome của mình á, cái protein đó hay là cái transcription factor, đó là cái TF ở đây, viết tắt của transcription factor đó, nó bám ở đâu ở trên genome của mình ha. Đó, thì cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật chip-seq đó. Có nghĩa là trên genome của mình dài tới 1 mét lận, đúng không? Tất cả những sắc thể mình chồng nó lên nhau, mình kéo ra dài tới 1 mét hoặc là 2 mét như vậy đó. Thì mình muốn biết được là trên đó nó có những cái protein nào bám vào, đúng không? Và nó bám vào chỗ nào, vị trí nào ha. Thì cái đó là kỹ thuật chip-seq ha. Xong sau đó rồi, ở đây tôi cũng giới thiệu về 2C. Những kỹ thuật này là những kỹ thuật mà rất cơ bản ở trong lab của tôi là làm thường xuyên, bởi tôi giới thiệu với mọi người. Là kỹ thuật 2C là cho mình biết được là cái DNA nó tương tác với nhau như thế nào ha? Có những cái DNA nó tương tác với nhau, nó tạo thành cái promoter với cái enhancer, nó looping lại, nó tương tác với nhau. Thì đây 2C mình có kỹ thuật 3C, 4G, 5C và 2C, và bây giờ là promoter capture 2C và single cell 2C ha? Trong lab tôi đang phát triển kỹ thuật single cell 2C. Rồi, xong rồi mình học quá nhiều loại data, đúng không? Đó, bây giờ mình phải bỏ nó lên trên cái genome để mình visualize nó, để mình thấy được bằng con mắt mình mới tin, đúng không? Thì có nhiều cái tool ở đây giúp cho mình có thể thấy được cái data của mình ha. Tại vì theo tôi, quan niệm của tôi là phải thấy thì mới hiểu ha. Chứ còn mà cái gì mà cứ con số không mà đâu có thấy được, đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải học cái cách mà mình visualize, đúng không? Đó, cái data của mình ha. Thì có nhiều cách ở trong đây ha, tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn. Sử dụng IGV nè, sử dụng cái UCSC Genome Browser nè, hoặc là mình có thể lập trình, mình vẽ được bằng cái script R của mình, đúng không? Đó, sử dụng GVIC, hoặc là một cái browser khác, 3D Genome Browser, để cho mình thấy được cái 2C á, hồi nãy mới chơi mình nói đó, cái interaction giữa cái DNA với cái DNA, đúng không? Giữa cái DNA của cái promoter và DNA của cái enhancer, nó interaction như thế nào. Còn cái C-Bi Bottle này nó cho mình thấy là từng cái gene, từng cái data nó vẽ box plot ra, đúng không? Nó cũng visualize, nhưng mình visualize thêm cái phạm trù, một cái cách nhìn khác về cái data của mình ha. Rồi, xong sau đó rồi, ở trên mình đã học về nhiều cái database ở NCBI, đúng không? Ngoài cái những cái database của NCBI ra, còn có những cái NGS database nữa, có nghĩa là những cái database mà về
next generation sequencing về cái RNA-seq nè ở trên nè, ha, về cái DNA methylation nè, về cái chip seq nè, về 2C nè, ha, về tất tần tật luôn, ha, có rất nhiều ở đây như là 1000 genome nè, UK Biobank nè, TCGA nè, ha, đó có những cái data mà nó khác với cái loại data của NCBI hồi nãy ở trên mà mình học. Và tại biết sao không? Tại vì người ta làm sẵn và người ta bỏ nó vào trong một cấu trúc data rất là tốt để cho mình sử dụng, đúng không? Cái việc của mình đây là mình chỉ cần biết và khai thác nó thôi, đúng không? Khai thác cho nó, cho bệnh viện, cho cuộc sống, cho người Việt Nam của mình, đúng không? Mặc dù là nó có cái race different, đúng không? Chủng tộc người ta người da trắng, mình người da vàng thì nó sẽ có những cái khác nhau, đúng không? Nhưng mà nó cũng có cái gì đó chung. Và mọi người cứ yên tâm thì mình sẽ khai thác và sử dụng nó. Và bây giờ tháng trước đó thì cái database của 1000 Vietnamese genome ở của VinMec họ cũng công bố rồi, đúng không? Đó, thì mình cũng bỏ vào đây luôn, mình sử dụng, đúng không? Đó, để mình khai thác đó. Thì tôi sẽ nhờ một cái anh chị nào đó mà sử dụng cái data đó rồi của một 1000 genome của người Việt mình đó, ha, để trình bày với anh chị em ở đây. Ha, cứ yên tâm đi, từ từ nó cũng sẽ có bài ha. Rồi, xong rồi mình đây lúc trước thì tụi tôi cũng giới thiệu những cái sequencer với mà Illumina nè, Ion Torrent nè, Oxford Nanopore nè, với lại BioNano sequencing ha, mọi người sẽ được giới thiệu. Ở trong đây nói bốn cái tên, thực chất ra là nó có nhiều cái loại. Ví dụ Illumina thì bây giờ nó có NovaSeq, đúng không? Ở lúc trước nó có 2Seq 2000, 2Seq 2500, rồi bây giờ nó có NextSeq 550, ví dụ vậy, đúng không? Đó, nó có nhiều cái sụp của nó nhỏ ở trong nữa ha. Ion Torrent cũng vậy, Oxford Nanopore cũng vậy ha. Đó, thì tụi tôi lúc mà dạy cái bài cũng sẽ giới thiệu qua cái quá trình phát triển của cái đó, đúng không? Đó, cho mọi người. Rồi bây giờ mình mới đi đến cái RNA-seq. Cái RNA-seq này nó quan trọng lắm mọi người. Đó, ai làm người ta cũng muốn biết coi là cái phenotype, đúng không? Có nghĩa là biểu hiện của cái gene. Đó, thì mình cũng sẽ đi qua chẳng những là đi qua cái là poly-A library, có nghĩa là mình chỉ muốn xem những cái mRNA mà có poly-A, đúng không? Đó nằm ở trong cái nhân. Đó, thì ngoài ra thì mình còn có nhiều cái như long coding RNA, đúng không? Micro RNA, đủ thứ hết, ha, vân vân và may. Có rất nhiều cái ứng dụng của cái RNA-seq. Rồi, xong sau đó, sau khi mình học là bân RNA rồi, cái này là nguyên một đống quay sinh tố, đúng không? Bây giờ mình đi tới từng cái cell, ha, single cell RNA-seq, ha. Đó thì mình chủ yếu là mình học hai cái platform chính rồi, có là 10x Chromium với lại SmartSeq2. Đó, mình học hai cái chính, ha. Đó, mình sẽ học mấy cách người ta ứng dụng cái single cell như thế nào, làm sao người ta có thể tách chiết được cái mRNA, đúng không, của từng cái cell để người ta giải. Mọi người sẽ thấy là nó rất là hay, ha. Cái phát kiến của người khác nó làm cho mình ngạc nhiên luôn, người ta có thể làm được cái mức độ này. À, giống như hơn 6 năm về trước đó, cái việc mà làm như vậy nó giống như là một cái trí tưởng tượng vậy đó, à, mà bây giờ nó trở thành là hiện thực, à, và bây giờ nó trở thành hiện thực mà không những hiện thực mà nó trở thành cái dịch vụ. Thì ở Gavin là chuyên làm về dịch vụ, làm cái single cell analysis này, có nghĩa là mình chỉ cần đưa mẫu thôi là người ta sẽ làm cho mình hết tới tần tật từ đầu đến cuối luôn, trả kết quả về cho mình luôn, à, đó. Rồi xong rồi sẽ có bạn ngữ, đúng không? Đó, không biết là khi mà bạn ngữ qua Mỹ rồi không biết có rảnh để giúp cho tôi nói về cái flow cytometry hay không ha. Nhưng mà mình cũng sẽ có cái bài này. Thì cái bài này á, nó sẽ liên quan tới cái bài SmartSeq2 á, mình phải làm phát sọt ha, sử dụng cái flow cytometry này ha. Rồi, xong xuôi rồi, tôi rất là may mắn là có Hạnh với Hiệp, đúng không? Giúp tôi nói về cái nhuộm HE staining, với lại trong tương lai thì Hạnh sẽ nói thêm về cái immuno nhuộm hóa mô miễn dịch nữa ha. Bởi vậy là mình sẽ có nhiều cái bài nhuộm nó liên quan về cái genomic, liên quan cái bệnh ung thư, đúng không? Đó, tất tần tật nó connect với nhau ha, nó liên kết với nhau hết mọi người ha. Bởi vậy tôi rất muốn là tìm được những anh chị em nào mà mình làm chung á, giống như là mỗi người làm một khâu, đúng không? Đó, từ lâm sàng, có nghĩa là từ bác sĩ, đúng không, cho tới cái việc là chẩn đoán hình ảnh với mà nhuộm giống như vậy, đúng không, cho tới việc là lấy mẫu để đi sequencing, đúng không, đó, và giải trình tự rồi đưa ra kết quả chẩn đoán nữa, khi mình kết hợp lại nhau hết thành một cái dây chuyền, đúng không, giống như dây chuyền sản xuất gì đó. À, tôi muốn rất muốn được hợp tác với anh chị em với nhau làm được một cái này giống như là một con rồng vậy đó ha, từ cái đuôi cái đầu cái mình với nhau liên kết lại.
Rồi, thì ngoài ra thì cũng có mình ít làm về protein ha. Không phải là mình không muốn làm mà do thứ nhất là cái data của nó chưa có được tốt lắm ha. Có nghĩa là nó không có consistent đó, giữa những lần làm với nhau quá, nó không có cho kết quả giống nhau quá mọi người. Đó bởi vậy là cái phần protein đó, tôi ở trong lab tôi cũng giống như là nhiều phòng thí nghiệm khác, người ta chưa có tin cậy, độ tin cậy nó chưa có cao. Nhưng mà chưa cao thôi, người ta hoàn thiện dần, đúng không đó? Cái chuyện mà mình không làm được bữa nay thì ngày mai mình lại làm tiếp mà, đúng không? Bởi vậy là trong cái bài này sẽ có nhờ bạn Trường, bác sĩ Trường sẽ nói giúp tôi về cái monitor, cái mass spectrometry này ha. Đó. Nó có ứng dụng rất là đẹp ha, ứng dụng rất là đẹp trong chẩn đoán ha, từ cái việc nhuộm, lấy mẫu nhuộm cho tới làm cái smart bag này ha. Rồi, và cái cuối cùng thì về cái spatial transcriptomic ha. Hồi nãy trên mình làm single cell, đúng không đó? Bây giờ mình làm cái spatial, giống như là giờ ví dụ như đây là một cái vùng não đi, đúng không? Đây là cái vùng não đi, thì mình lấy cái chỗ sample này nè, mình đem đi giải, đúng không? Đó, mình đem đi giải cái analysis đó, mình tìm coi nó có biểu hiện gene khác với là cái vùng này hay không. Ví dụ như đâu, ví dụ đây là một cái vùng não của con chuột, ví dụ vậy đó, thì mình có thể lấy từng vùng mình đem đi giải analysis ha. Thì có hai kỹ thuật là cái kỹ thuật là của 10x Visium với lại kỹ thuật là nanogene, có nghĩa là GeoMx nè. Đó, thì hai kỹ thuật này nó sẽ đi rất khác nhau nhưng mà nó cho kết quả cũng gần tương tự với nhau ha. Đó, thì Hạnh với lại Hiệp sẽ giúp cho tôi nói về cái phần spatial transcriptomic này ha. Bây giờ Hạnh nó hả lập trình siêu lắm mọi người ơi, nó chứ không phải là chỉ có nhuộm siêu không, lập trình bây giờ lập trình R ba conductor là vọt vẹt là xong đó. Rồi, xong xuôi rồi á, là mình cũng học tiếp về cái survival analysis nữa, đúng không? Tại đây mình học về bệnh mà, thì đây tôi có bạn Giang cũng giúp tôi, đúng không? Nói về cái survival analysis, ví dụ như đây là những bệnh nhân bị ung thư máu AML á, đó, có đột biến cái DNA GA và không có đột biến DNA GA thì cái survival nó như thế nào ha? Đó, thì mình cũng phân tích survival analysis nữa. Rồi, ngoài ra thì nếu mà có thời gian tôi sẽ chuẩn bị thêm bài cho các bạn ha, đặc biệt là tôi sẽ thêm những cái bài về protein ha, tại vì tôi cũng muốn phát triển đó, những cái test về cái protein đó, nhưng mà không biết có được hay không thì mình để xem thế nào ha. Rồi, thì đây tôi cũng muốn quảng cáo là tụi tôi đây là có làm những cái project ha. Đó, với lại bác sĩ Hiệp nè, bác sĩ Hạnh nè, rồi bác sĩ Trường nè, đúng không? Với lại bác sĩ Quốc Thanh nè, ha, có làm với nhau. Sau khi học xong thì tụi tôi cũng hợp tác ở những cái mức độ rất là khác nhau, ha, có gì đó. Rồi tụi tôi cũng viết cuốn sách chung nữa mọi người, ha, tôi với lại bên nhóm của Đại học Y Cần Thơ, đúng không? Thì bên Đại học Cần Thơ với lại bên của Hạnh nè, có Hiệp nè, đó tụi tôi chia nhau viết, đó, viết rất là nhiều phần về cái genomic với epigenomic mà ở trong cái lâm sàng, đúng không? Đó, dùng để chẩn đoán nữa này kia. Ở đây tôi quên để về cái đồ check ở bên cái polygenic risk score, đúng không? Đó, về cái sử dụng cái methylation mà báo cáo ở cái hội nghị vừa rồi á, ở Quy Nhơn. Đó, thì tụi tôi có hợp tác với nhau làm, nó cũng có nghĩa là tôi chưa có viết publish bài báo, nhưng mà cũng đang chuẩn bị cái manuscript, có nghĩa là làm cũng thành công lắm mọi người. Bởi vậy là tôi rất là phấn khởi khi mà tiếp tục dạy cái lớp thứ hai này ha. Rồi, ở đây là cái sơ bộ, đúng không? Tôi nói về những cái mà tôi giới thiệu về bản thân của tôi, đúng không? Cũng giống như là nói sẽ giới thiệu là mình học cái gì ha. Đó, và cái mục tiêu ở đây quan trọng là mọi người đừng có sợ ha. Anh chị em nào mà chỉ muốn học để hiểu data thôi, đó, học để hiểu thôi thì không có, muốn lập trình cũng được, không sao hết mọi người ha, không có ép uổng gì hết. Còn nếu mà mấy anh chị em nào mà muốn học lập trình để cho nó tốt cho mình á, để mình có thể thật chất ra mọi người học R đi mọi người. Đó, tối thiểu cũng học R ở ggplot. Đó, để mình tự vẽ biểu đồ cho mình được. Cái này tôi không có nói để áp lực cho mọi người, chứ có bác sĩ bắt đó, đó là sau khi học với tụi tôi xong rồi đã viết luận văn đó, vẽ hình đồ box plot đẹp lắm mọi người. Đó, vẽ vèo vèo vèo. Nói gì đó, học đi, nó không quá khó đâu ha, chỉ bỏ thời gian cho mình học để mình có thể có data mình tự vẽ rồi xong xuôi mình bỏ vào trong cái manuscript của mình, đúng không? Bỏ vào trong cái publication của mình. Đó, mình khỏi nhờ ai làm hết. Đó, cái nào mình tự làm nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn ha. Đó, cái này là thật sự ha. Để bữa nào tôi nhờ
bác sĩ Bắc vô đây trình bày với mọi người cái cách vẽ cũng giống như là trong cái luận văn thạc sĩ của bạn đó, đúng không? Đó, thì bạn đó là vẽ vèo vèo vèo. Thật sự là vậy đó, sau khi học xong cái lớp này thì các bạn có thể làm được những chuyện đó. Rồi,